Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Thích Room. Mình là Diễm Trang và đây vẫn là bản tin T-News ngày 7 tháng 3. Hãy cùng xem hôm nay chúng ta có những tin tức nóng hổi nào về công nghệ nhé. Đối với những dụng iPhone thì chắc hẳn các bạn luôn biết là cái việc khi mà các bạn thay pin thì thường họ sẽ lựa chọn là thay pin ở bên ngoài để có một mức giá rẻ hơn so với vào trung tâm chính hãng. Thì đồng nghĩa với việc đó thì chiếc iPhone của bạn sẽ bị Apple từ chối sửa lỗi. Thế nhưng vừa qua thì theo Android PIT thì bắt đầu từ ngày 28 tháng 2 vừa qua thì cái chính sách này đã được thay đổi. Tuy nhiên, nguồn tin cũng chỉ ra rằng điều quan trọng là mọi thứ cần được làm minh bạch ngay từ đầu để tránh xảy ra những tranh cãi không đáng có. Trước đó, vào năm 2017, Apple cũng đã đồng ý tiếp nhận iPhone đã bị thay màn hình không do hãng chứng nhận. Đây là động thái đáng được hoan nghênh của Táo Khuyết khi họ nhiều lần bị chỉ trích vì chính sách sửa chữa. Đây được cho là động thái đáng hoan nghênh của Táo Khuyết khi họ nhiều lần bị chỉ trích vì chính sách sửa chữa hạ khắc, luôn muốn người dùng sử dụng dịch vụ chính hãng vốn có giá cao hơn nhiều so với các cửa hàng bên ngoài. Phải còn mấy tháng nữa thì buổi lễ ra mắt Galaxy Note 10 mới được chính thức diễn ra. Nhưng mà ngày hôm nay thì ảnh 3D của thiết bị này cũng đã bắt đầu được rò rỉ. Đầu tiên, Note 10 sẽ có thiết lập 4 camera gần giống với Galaxy S10 5G. Đặc biệt hơn thì Note 10 nhiều khả năng sẽ có màn hình Infinity O, một lỗ màn hình dành cho camera selfie kép ở mặt trước. Và với Galaxy S10, Samsung đã giới thiệu đầu đọc vân tay siêu âm trong màn hình, nên vì vậy khả năng rất cao là Galaxy Note 10 cũng sẽ được trang bị công nghệ này. Sau khi ra mắt chiếc Vivo V17 Pro tại thị trường Ấn Độ, thì Vivo lại chuẩn bị cho ra mắt thêm một chiếc smartphone mới tại thị trường Trung Quốc của mình, và đó có thể là chiếc Vivo X27. Vừa qua thì đã có một tấm poster xuất hiện xác nhận Vivo X27 sẽ được công bố vào ngày 19 tháng 3 tại Trung Quốc. Tuy nhiên, hình ảnh không tiết lộ gì về cấu hình của máy. Ít hôm trước, Vivo X27 với camera pop-up đã xuất hiện trên đài truyền hình Trung Quốc. Một trong những điểm nổi bật của Vivo X27 là camera selfie pop-up, còn cụm 3 camera phía sau được thiết kế gần giống như Vivo V15 Pro được ra mắt gần đây. Mới đây thì một tài khoản khá là nổi tiếng trên Twitter đã nói rằng Xiaomi vừa tung ra một bản cập nhật mới, và với cái bản cập nhật OTA này thì có rất nhiều những cái tính năng trang bị về camera cho chiếc flagship Mi 9 phiên bản quốc tế. Dung lượng của bản cập nhật MIUI V10.2.12.0 khoảng 456MB. Không chỉ được bổ sung thêm khả năng theo dõi các vật thể chuyển động trong khi quay video, phiên bản còn được trang bị thêm một số tính năng mới cho máy ảnh như là chụp chế độ mặt trăng Moon Mode. Enjoy 9S là một chiếc smartphone tầm trung của thương hiệu Huawei đã được rò rỉ cũng như là lộ thông tin vào cuối năm ngoái. Nhưng mà ngày hôm nay thì cấu hình của máy này cũng đã xuất hiện trên trang poster. Huawei Enjoy 9S sẽ có 3 camera sau hỗ trợ AI, một trong số đó là cảm biến 24MP với góc nhìn siêu rộng. Máy có bộ nhớ trong 128GB và chạy EMUI 9.0. Nhiều khả năng, Enjoy 9S sẽ được trang bị bộ vi xử lý mạnh hơn Snapdragon 450 trong Enjoy 9, nhưng dung lượng pin có thể là 4000mAh tương tự như phiên bản tiền nhiệm. Và trên đây cũng là tất cả những thông tin mà T-News ngày hôm nay mà Diễm muốn gửi tới các bạn. Nếu các bạn thấy hay thì đừng quên nhấn nút like, share cũng như là subscribe để ủng hộ cho Tech Room. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nhé.